Dạ, em nhân chào cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình chiếc Toyota Vios sản xuất 2020 bản G cô chú anh chị. Và một điều đặc biệt là em này sau 4 năm trời mới đi có 12.815 km. Em nhân mời cô chú anh chị mình đi coi chi tiết nha. Cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị, lâu lâu hiếm lắm mới gặp được một chiếc như thế này. Hôm qua em có bật mí hình ảnh thôi, video ngắn thôi, nhưng mà rất nhiều cô chú anh chị mình vô hỏi em nhân và cần video chi tiết xem coi 4 năm trời em nói như thế nào. Thì ngày hôm nay em mời cô chú anh chị mình đi coi nha. Xem kênh của em nhân, cô chú anh chị mình nhớ cho em nhân một cái đăng ký kênh nè, một cái like nè. Em cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Cảm ơn vì đã luôn đồng hành và ủng hộ em nhân. Dạ cô chú anh chị, mời cô chú anh chị đi coi xe với em nhân. Dạ thì đầu tiên em hỏi cô chú anh chị mình nè, thấy trong kho em nhân có gì khác biệt so với thường ngày không? Cái chiếc Innova V bữa em quay đó thì đã về chủ mới nha cô chú anh chị. Đổi xe cho anh trai đến từ Cần Thơ, ảnh lấy xe lên đây đổi và lấy chiếc Innova V đó về. Đổi từ 5 chỗ lên 7 chỗ, gia đình thì đi thoải mái rộng rãi, cho nên là không giao dịch chiếc Innova V đó nữa nha cô chú anh chị. Và cái chiếc này hôm qua em cũng mới quay cho cô chú anh chị mình coi nè, Velostop màu đỏ đây đó, thì hôm nay cũng đã bán nha anh chị. Thì không giao dịch chiếc này nữa anh chị mình. Nếu mà thích dòng Veloz thì đợi những chiếc sau em có em sẽ quay lên cho cô chú anh chị mình coi. Ngày hôm nay thì em sẽ tập trung giới thiệu quay cho cô chú anh chị mình coi chiếc này Toyota Vios phiên bản 1.5G bản cao cấp nhất, sản xuất 2020 màu bạc cô chú anh chị. Ở ngoài xe thì rất là đẹp, về tụi em chỉ có dặm mấy cái cản phía trước, ví dụ như chỗ này nó có chày chày nhỏ nhỏ thôi, dặm lại cho đẹp thêm, chứ tổng thể là xe nó đã quá tuyệt vời cô chú anh chị. Pháp lý thì cá nhân, biển số thì ở Hồ Chí Minh cô chú anh chị, không bị gọi là vướng phạt nguội hay là vướng tình huống pháp lý gì hết, đảm bảo mình ra công chứng mua bán một cách hợp pháp và sang tên hợp pháp nha. Vios G 2020, phía trước là có đèn ban ngày, còn đèn chiếu gần là dạng halogen projector, chiếu xa vẫn là halogen, dạng phản hưởng phản xạ đa hướng. Ở trước thì có cảm biến góc phía trước nè cô chú anh chị ha, 2020 đó. Bánh nè anh chị, bánh là nguyên zin theo xe nha, mười mấy ngàn nè, đúng chất luôn anh chị, mình nhìn bánh là biết luôn. Và cái đát bánh thì nó cũng là 2020 luôn cô chú anh chị đó. Anh chị mình nếu mà gần về xe chúng ta coi đát bánh nè, rồi chúng ta lên chúng ta kiểm tra tổng quan nội thất và những cái chi tiết bên trong xe nó có phù hợp với km hay không là biết liền đó. Thì anh chị mình cái bước đó mình muốn kiểm tra cũng được, không kiểm tra cũng được, tại vì khi mà bên em thu về thì đã làm mấy công tác đó rồi, đảm bảo là đúng thực trạng của xe, đúng km, không bị đâm đụng, không bị ngập nước, không tua đồng hồ km nha cô chú anh chị. Bây giờ em mời cô chú anh chị mình coi cái khoang động cơ nha. Anh Phước ơi, mà mở giùm em cái khoang động cơ giùm em cái đó, khoang động cơ anh chị 4 năm trời. Xem coi ở dưới này nó sạch hay là dơ, hay là nó có dấu hiệu gì của việc bị đại tu hay như thế nào không nha. Thì rõ ràng là bên em này không có chuyện mà bị đâm đụng hay là bị đại tu đâu, nhưng mà cũng muốn quay cho cô chú anh chị mình coi để mình nhìn. Ví dụ mình ở xa mình có thể thông qua video mình coi, mình thêm tự tin để mình chốt cái xe cô chú anh chị. Đó nè, đó những cái xương là còn nguyên zin hết cô chú anh chị. Đây, ví dụ như mấy cái càng này mà có dấu hiệu đâm đụng là nó bị dạng như bung này kia, nhìn là biết liền anh chị. Nhưng mà ở đây còn liền lạc từ mới luôn ha. Vì 4 năm trời, nó không phải là thời gian dài nhưng mà nó cũng đủ gọi là bào mòn mọi thứ. Nhưng mà hiện nay máy móc này còn rất là mới anh chị ha. Đó mình nhìn nè, đẹp. Nói chung là hiếm gặp anh chị. Nếu mà em cũng đã từng bán những cái xe Vios 2020, nhưng mà km đi tới đâu khoảng 60-70, có chiếc đã tới 80 ngàn. Đó, 80 ngàn. Đó thì theo thực trạng của xe thôi. Bên em mua thì ví dụ như có thể vô gia đình họ đi ít, cũng có thể vô gia đình họ đi nhiều. Cái đó mình không thể nào mình can thiệp được. Nhưng mà quan trọng là cái chất xe nó còn, thứ nhất là đúng với thực trạng, không bị tua, không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Đi nhiều thì giá nó thấp một tí, còn đi ít, ngon, đẹp thì nó giá cao. Chứ trên đời này làm gì có chuyện mà vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ được, đúng không cô chú anh chị? Đó, nội thất nè, có trang bị trải sàn, trải sàn dạng 5D cô chú anh chị. Ở trên này thì chủ cũ họ làm thêm cái màn hình ốp gương, kết hợp với lại camera hành trình, cảnh báo tốc độ này kia được. Rồi phía xa xa đó có một cái màn hình húp, tức là hiển thị thông tin đó,
ví dụ như tốc độ xe rồi dẫn đường này kia luôn. Cái màn hình này nè, ở xa xa đó cô chú anh chị. Tí nữa em quay cái ô đồ cho anh chị mình coi ha. Thì bật mí luôn là 12.815 km đó. Đó. Ghế là màu kem anh chị ha. Đó, tắt mấy cái này nè. Đẹp anh chị ha, mới. Nói chung xe này thì không có gì để nói anh chị. Quan trọng là về giá thôi. Anh chị cô chú mình thương thảo về giá cả rồi chúng ta đi đến thống nhất thôi, chứ cũng không có gì phải coi hay là khắt khe quá về chất lượng của xe. Tại vì nó đạt chuẩn, rất là đẹp. Hiếm khi mà cùng đời như thế này mà còn giữ được như thế này anh chị. Một cái xe cũ 4 năm trời mà cái hiện trạng của xe đó anh chị mình coi nè. Đó. Còn nếu mà ai thích coi thì lên trực tiếp tại Toyota An Thành Fukushima mình coi. Ở xe thì đậu công khai ở đây. Anh chị mình muốn coi thì thoải mái anh chị ha. Đó. Vios G anh chị. Vios G ha. Có cam lùi sẵn anh chị. Cam lùi zin theo xe. Này là màu bạc anh chị ha. Còn anh chị nào thích nữa thì em cũng đang chuẩn bị có một chiếc màu đen. Màu đen cũng bản G luôn. Nhưng mà đi 17.000. 17.000 mấy trăm cây á. Sau kỳ này vô cái lô xe đâu là lướt lướt thôi anh chị. Bởi Innova V 2017 đi 32.000, rồi Vios G 2020 đi 12.000, rồi mới hôm qua thu vô một chiếc Vios G màu đen nữa cũng đi có mười mấy ngàn cây, rồi sắp có thêm một chiếc Vios bản E tự động anh chị, bản CVT, ECVT đời 2017 đi có 31-32.000 gì đó. Cái đó thì khi nào dọn rửa xong em quay lên cho anh chị mình coi đó. Giờ còn Vios hai chiếc nữa nha, một chiếc E CVT đời 2017 số tự động á, đi cũng mười mấy ngàn cây, ba mấy ngàn chứ em nhầm, rồi một chiếc G 2020 màu đen đi cũng 17-18.000 cây vậy đó. Thì em báo sơ bộ cho anh chị mình, nếu dụ như ai có tham khảo thì mình quan tâm trước đi, nhắn cho em nhân, khi nào dọn rửa xong cái em báo cho anh chị mình lên coi đó, nó cũng dễ ha. Rồi quay cái ô đô cho anh chị mình coi nè, nó có sách mới có chứng ha. Đâu vậy? Đó, anh chị mình thấy không? Odo nè, 12.815 km. Em nhân cam kết là con số này. Không phải em nhân cam kết mà Toyota An Thành Fukushima cam kết ha. Số là chính xác theo hiện trạng của xe. Đó, không bị đâm đụng, không bị đại tu động cơ hộp số. Xe này thì còn được thêm 1 năm bảo hành nữa anh chị. Bảo hành chính hãng của Toyota ha. Động cơ và hộp số cho anh chị mình thêm 1 năm. Tại vì 2020 tới bây giờ là 4 năm rồi. Nhưng mà xe mới á, xe này thì bảo hành chỉ có 3 năm mà khi mua xe mới. Giờ năm thứ tư thì đã hết bảo hành chính hãng rồi. Nhưng mà xe cũ thì bên em vẫn bảo hành cho cô chú anh chị mình thêm 1 năm nữa. Tới kể từ ngày anh chị mua ha. Từ ngày anh chị mua. Rồi đặc biệt nữa nè anh chị. Đăng kiểm còn tới tháng 3 2026. Và phí đường bộ còn tới tháng 3 2026. Rồi với lại thêm một cái nữa là bảo hiểm thân vỏ của em này còn tới tháng 3 2025. Đó, cho nên anh chị mình mua xe này về chúng ta chỉ có sang tên. Đó, sang tên rồi chúng ta ra biển đứng tên cà vẹt của mình là chúng ta xài thôi. Chúng ta không quan tâm về đăng kiểm, không quan tâm về phí đường bộ, chúng ta không quan tâm về bảo hiểm thân vỏ luôn nha, bảo hiểm thân vỏ luôn nha cô chú anh chị. Bảo hiểm dân sự thì quá bình thường rồi, xe này chỉ có 400 mấy 500 ngàn tiền bảo hiểm dân sự bắt buộc thôi. Còn đặc biệt là bảo hiểm thân vỏ nữa anh chị mình, ví dụ mình mua về mình chạy, mình có bị cò vẹt vô nhà, vô tường hay vô cột gì đó mà chạy xước thì anh chị mình vô làm bảo hiểm mỗi vụ tốn chỉ có 500 ngàn, mức khấu trừ thôi. Đó là bảo hiểm hai chiều hay là bảo hiểm thân vỏ đó cô chú anh chị. Thì anh chị mình coi nếu mà thấy hợp thì liên hệ, còn chưa hợp thì đăng ký kênh của em Nhân. Khi nào có những cái xe tiếp theo em sẽ báo cho quý cô chú anh chị mình ha. Em xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn đồng hành và ủng hộ em Nhân trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.